Hả? Xin chào cả nhà. Đương nhiên anh biết make up chứ, bởi vì anh là một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Tất cả những buổi lên sân khấu là hoàn toàn là anh tự make up 100%. Ok, anh chấp nhận thử thách này và anh sẽ cố gắng hết sức để make up cho vợ mình xinh nhất. Các cô chú ơi, các cô chú nhớ bấm subscribe đăng ký và bấm vô quả chuông nhé, để ủng hộ gia đình con nhé. Con chào các cô các chú. Xin giới thiệu mọi người, đây là khu vực cấm địa của mẹ Thúy Anh. Và Khôi đã rất nhiều lần nhìn thấy mẹ Thúy Anh vò đầu, bứt tai, giận dữ chỉ vì Đăng Anh đã làm quấy đảo điên đảo ở khu vực cấm địa này. Và bây giờ Khôi sẽ giới thiệu mọi người sơ qua về khu vực cấm địa, bàn trang điểm này của Thúy Anh nhé. Đây là những chai dầu thơm này. Đấy. Rồi là đây là xịt khoáng này. Rồi đây là sữa rửa mặt này. Đấy, đây là rồi mấy chai dầu thơm, mấy loại dầu thơm đấy của Thúy Anh. Thì rồi đây là phấn nền này. Đấy, đây là phấn phủ này. Đấy. Mình cũng khá là chuyên nghiệp phết đấy nhá. Còn đây là khu vực Thúy Anh hay thích để son ở đây này. Đấy, và ở đây thì ngày xưa rất là nhiều nhiều chỗ nữa, nhưng mà đã bị Đăng Anh tiêu diệt rất là nhiều rồi. À, và còn một cái nữa không giới thiệu mọi người. Đây đây là cái hộp bí mật của Thúy Anh. Hộp của vợ mình hơi bẩn đấy nhờ, bởi vì đây là các cái cây cọ này. Đấy, hộp chuyên ra để cọ, để bút chì, cho nên đây lý giải vì sao hơi bẩn, nhưng mà nhắc nhẹ nhá, vợ nhớ giặt thường xuyên đi, hơi bẩn để nên nhiều vi khuẩn lắm á. Và bây giờ chúng ta vào việc luôn đi. Khôi sẽ mời Thúy Anh lên đây để Khôi thử thách make up cho vợ mình. Thế nào? Chào em. Chào anh, em ngồi đây từ chiều. Chào em đến với lớp trang điểm chuyên nghiệp của nghệ sĩ nhân dân Đăng Khôi. Và hôm nay thì anh thấy mặt em vẻ hơi nhiều mụn ruồi đấy. Này, em yên tâm, anh sẽ make up 6 lớp cho em để mặt em láng mịn như gương luôn. Anh muốn là make up xong thì mình trả tiền hay là make up xong thì mình vào. Em phải yên tâm và tin tưởng nhé. Xong chưa? Một lần thử đặt niềm tin nên nó nhầm chỗ. Ok, không? Em không biết là bước 1 trước khi make up là gì không? Ủa? Anh nghe chuyện ra sao anh lại hỏi là em? Bước 1 đấy là dầu thơm cho anh, cho dầu thơm. À, đây là không phải, đây là anh cảm nhận được là anh cần phải thêm tự tin, em hiểu không? Mình biết mình có lựa chọn sai lầm không? Rồi để xem chuyên gia trang điểm trình độ ở đâu. Đầu tiên là chúng ta bước 1 là chúng ta sẽ lấy kem dưỡng. Cái này người ta make up chuyên nghiệp, người ta phải đưa ra này. Đây nha các bạn. À, ok rồi. Chào chuyên nghiệp tí nào. Thì làm lại. Đây nhé các bạn, đây là đầu tiên là cái này là chúng ta trong điểm nó biết cái đấy cái gì. Không, vì anh nhiều loại quá em thông cảm, có 800 loại ở đây. Đây là kem dưỡng làm cho xe khít lộ chân lông. Anh make up cho em. Hôm nay em mặc áo giống chip cu, anh make up cho em giống chip cu nhé. Ok, em yên tâm. Em yên tâm, em sẽ còn đẹp hơn cả Chipu luôn. Đó. Em nhìn thấy tay anh đúng không? Đúng không? Đúng chưa, nhiều chưa? Đó. Và bước 2 sẽ là phấn phủ nền. Thường phấn phủ này, theo kinh nghiệm của anh ấy, là những bạn nào mà da trắng quá thì chúng ta sẽ phải pha thêm loại phấn phủ màu đen. Nó pha vào, trộn lên để cho nó cái da mình là trung tính, em hiểu không? Em hiểu.
ta phải dùng cái quả trứng này. Chưa, từ từ anh mình bôi xong anh mới dùng quả trứng này. Có biết tại sao không? Sao hả? Đánh bằng cái ngón tay thì cái kem nền nó sẽ dính hết vào tay của anh. Chết rồi, bình thường anh tự làm cho anh thì anh cũng chỉ làm như thế này thôi. Anh chỉ nghĩ rằng là khi mình miết miết thế thì cái phấn ấy nó sẽ chui vào các lỗ chân lông, nó làm cho mặt nó mịn lại. Cái đấy là bôi do chát chấu. Người ta dùng cái quả trứng này này, thấm thấm vào như này này thì phấn nó mới được đẩy vào các lỗ chân lông, hiểu chưa? Mà như thế này nó giống kiểu massage mặt ý. Ok ok rồi. Khi mà anh không miết ấy thì nó bị loang. Thì phải dùng thêm kem nền. À thế à? Dùng thêm kem nền à? Ok. Anh nói cho em biết á, dùng thêm kem nền là nghề của anh. Là nghề của anh. Anh thấy mặt chân thật đẹp rồi đấy. Không, 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 không. Không, 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 không. Em không nên nhìn gương bởi vì á, em sẽ biết được là gương mặt của em trước lúc như nào và sau khi make up xong nó như thế nào, em mới bất ngờ. Em mới bất ngờ. Đúng không? Em nghĩ là phương án nhìn gương là phương án an toàn hơn. Không, nên. Anh nghĩ là em làm thế là em đang làm đánh mất đi cái sự tự tôn của một người make up chuyên nghiệp, em hiểu không? Của một người make up chuyên nghiệp, em hiểu không? Bước tiếp theo là phần phục. Không hiểu có học thầy nào không mà bước đúng phép. Ủa không phải. Từ từ. Đúng phấn của người ta. Tóc đâu mà đãi gà rừng. Em không hiểu gì cả. Ở đây á, người ta phải làm thế cho nó đều. Cho nó. Nó bay hết ra. Phấn này của anh mua. Em nín thở lại nhá. Phấn gì đâu mà bụi cái quỷ ấy. À em ấy, ấy. Bụi là do ông lấy quá nhiều ấy. Còn nó nhanh không trễ giờ sâu. À nữa. Em biết tại sao anh phải làm cổ em không? Bởi vì khi mà đi event ấy, người ta chụp hình ấy, cổ em nó không chênh màu với mặt em, hiểu không? Có lý. Thứ ba, đấy là anh sẽ vẽ. À, không, với anh chuyên môn chỉ ở bước thứ ba thôi. Với bước thứ ba này anh sẽ làm làm ơn đừng cầm đầu như thế được không? Lông mày cho em và lông mi cho em. Thế ok. Slow motion nhé. Thế giúp cô cần dùng cái nào? Cả hai. Cô gióm đúng không? Anh thấy lông mày của em bắt đầu nó đẹp rồi đấy. Đây okay. Các bạn. Cảm giác những cái đường vẽ cũng rất là tử tế đó. Mình tâm có tâm nhất đấy. Có tâm nhất á. Em biết tại sao phải hai cái không? Bởi vì cái này ấy, là dùng để mình sửa ấy. Mình vẽ thêm những cái chỗ nhỏ á. Lông mày giống chip bu chưa các bạn? Yên tâm là lông mày sâu gió mà. Ok. Và tiếp theo thì chúng ta cần phải đây là vẽ mắt mèo. Bao nhiêu lần chồng nói vợ là vợ ơi vợ tập làm mắt mèo đi vì chồng rất là thích đúng không? Ô thẳng tắp luôn. Sao cái bút lông nó đi đến đâu mà lạnh cái đến đấy nhỉ? Đẹp lắm. Nhỏ nhỏ mỏng mỏng thôi. Em nha, cái mắt này hơi khó đấy. Sai một ly là đi rất xa đấy.
đi rất xa đấy. Anh thử mở mắt ra xem nào. Mở to ra đi, tự tin lên. Và bước cuối cùng. Sao cái mắt nó dính. Nó dính cái gì vậy? Mắt dính rồi, mắt bồ câu con đậu con bay rồi. Không, em cứ để nó rồi lúc nó khô ngay mà. À, và bước cuối cùng, đấy là đánh son. Không đánh má hồng à? À, ừ nhờ. Không chút mascara. À, ừ nhờ. Đây. Phải trang mascara là đây. Ok. Đấy. Đây là gì? Đấy. Chúng ta làm nhẹ thôi, chứ không ta nhiều quá đúng không? Này, em nhìn này. Nhìn nhá. Ok, chưa? Nghệ sĩ nổi tiếng người ta hay lắm. Như này này, để nó xách cái má lên. Tán đều lên như bố. Không, ơ kìa. Không. Tạo khối, phải lấy cái cây lúc nãy á. Anh nghĩ mặt em không cần phải tạo khối đâu. Bởi vì là, bởi vì mặt em là hàm nhỏ rồi, mặt V-line rồi. Em không cần phải tạo khối làm gì cả. Anh thấy là cũng bắt đầu đẹp rồi đấy. Và bước cuối cùng đó là son môi. À, son môi thì anh sẽ đánh cho em cái màu son rất là tươi, mà nó không tươi quá mà nó vừa đẹp. Ừ, màu hồng, hồng công chúa xinh xắn. Màu hồng này là dễ fail lắm đấy. Không, nhẹ thôi. Tại em biết sao nhẹ không? Nhẹ thì được, đừng đánh đậm nha. Đậm là quê lắm đấy, không, tại em mường lắm luôn á. Tại em biết sao không? Bởi vì môi của em là đẹp rồi, màu xinh rồi, cho nên anh nghĩ là chỉ cần nhẹ thôi, thôi là xinh. Nhẹ thôi nha. Nhẹ, nhẹ. Bao chuyên nghiệp luôn. Đấy, bập bập đi. Đấy, bập bập chân là ok rồi đấy. Ngâm. À, xinh rồi đó. Yeah, xong. Ơ, này, anh bảo đẹp, rồi vẫn yên tâm đẹp, không cần phải xem. Tại vì nói chung là ai mà vào make up đăng khôi thì yên tâm bao đẹp. Yên tâm bao đẹp. Nếu mà chấm điểm thì có nghĩ đương nhiên là phải 8 trên 10. Đủ chuyên nghiệp, đủ pro. Đủ chuyên nghiệp, đủ pro. Phần môi là phần mà Khôi tự tin là Khôi làm đẹp nhất. Và phần đẹp tiếp theo đó chính là lớp bôi kem dưỡng và kem nền, chắc chắn là đẹp. Thực sự là phần lông mày và mắt thì chồng không được tự tin lắm, bởi vì thực ra là chưa giờ làm cho con gái cả. Rốt cuộc có đẹp không? Đẹp chứ. Đảm bảo luôn là tiêu chí là lông mày sâu róm. Thứ hai là mắt mèo. Ta gọi là sâu róm thì thôi, nhưng mà nó không phải là sâu róm, mà nó chỉ là những cái sợi lông mày nó gầy lên thôi. Chồng có làm đúng như thế không? Đúng, yên tâm rồi. Và bây giờ tôi xin mời khách hàng hãy ngắm mình trong gương. Từ từ nha, bí mật nha. Thì làm gì mà hồi hộp dữ vậy? Từ từ. Em phải đi chậm nữa, không là nó chạm vào lông mày, nó lem ra mắt em là anh không chịu trách nhiệm nữa nha. Em sẵn sàng chưa? Để như này là mọi người nhìn vào là mọi người sẽ thấy là em xinh liền, bởi vì môi xinh, má xinh, mũi xinh. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ừ. Bắt được chưa? Xin mời. Ơ, đừng. Chồng không thể quá đáng với vợ, chồng làm vợ thế. Chồng bị làm sao? Không, thật xin lỗi. Thực ra vợ phải nhìn này, bình tĩnh. Má hồng đúng không? Có má hồng. Mũi dọc dừa, có mũi dọc dừa. Có môi son. Chồng bị điên rồi. Có. Không ai thật sự với chồng ấy, cái đứa không biết vẽ nó cũng còn vẽ đẹp hơn chồng ấy. Chồng làm vợ như một con hề
Không, không phải, con thỏ. Con thỏ. Chẳng đúng mà cái động một mặt vợ nữa. Kinh dị luôn ấy. Nhìn này, ai chấp nhận được cái kiểu đấy kìa. Chồng xin lỗi nha. Lần sau chồng sẽ làm lại đẹp hơn. Không phải dùng cái lần thứ hai. Chồng trêu vợ là chính nha. Khổ thế chứ này. Mọi người ơi, mọi người nhớ ấn nút đăng ký ở dưới mỗi video để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ gia đình Đăng Khôi Thủy Anh nhé. Và mọi người đừng quên nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nha.